Hello ở video này mình cập nhật lại cái dự án có tên là Water nó nó chạy trên hệ BNB Smart Chain nha anh em. Ok ha. Thì hiện tại cái nền tảng này nó đã cập nhật tổng nguồn cung cũng như là cái contract của cái token của dự án Water nó cũng đã có rồi nha anh em. Thì anh em có thể vào đây ha, con Twitter của họ đã đăng một bài đăng cách đây khoảng là 4 giờ trước nha anh em, khoảng 7 giờ trước ha. Đây. Thì cái tổng nguồn cung của cái dự án này thời gian đầu nó chỉ có là 2 triệu rưỡi token thôi. À, và à, trên cái BSC Scan này, anh em thì mình sẽ bấm vào nha anh em mình sẽ xem ha đây thì à, đây là cái địa chỉ hợp đồng à, của cái dự án này trên BSC Scan thì hiện tại nó đã cung cấp cho mình cái địa chỉ hợp đồng rồi đây là contract của cái dự án nha và đồng thời cái contract này anh em có thể là vào cái trang à, cái sàn giao dịch đó là bên K swap 2 ngày nữa nó sẽ list sàn và chúng ta dùng cái contract này để chúng ta có thể là trao đổi mua bán trên này nha anh em đó tổng nguồn cung lưu thông à, hiện tại anh em À, nó chỉ có hai triệu rưỡi ha thì mình không biết là sắp tới nó có cập nhật thêm hay không à, nhưng mà hiện tại nó chỉ có như vậy thôi anh em ok nha rồi ở cái kênh Twitter thì nó cũng có một bài đăng cách đây là khoảng là 10 giờ ở đây anh em thì nó có thông báo nó sẽ listing cái cái đồng token của dự án này trên Bank K Swap nha anh em thì khoảng 16 giờ UTC à, tức là khoảng là nếu mà tính ra thì khoảng là tầm 23 giờ của Việt Nam mình vào ngày 4 nha anh em ngày 4 tháng 6 ha Ok thì còn khoảng 2 ngày nữa nó lít sàn Anh em cảm thấy thì cái nền tảng này ok thì chúng ta có thể nạp vào một ít phí BNB để chúng ta tham gia anh em Tại vì nó chỉ cho chúng ta miễn phí khoảng là hai lần hai lần đầu tiên chúng ta cứ làm thôi Còn những lần tiếp theo thì bắt buộc anh em phải nạp phí nha anh em Ok nha Rồi nó cũng đã ra xin mắt con trắc rồi Và nó cũng đã gọi vốn anh em Nó cũng đã gọi vốn hơn là bên dưới anh em 100.000 USDT rồi Từ cái nền tảng là DWF nha anh em. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ vào dự án mình cập nhật lại những thông tin uh, khai thác như thế nào nha anh em. Thì hiện tại thì nó vẫn chưa có gì thay đổi ở cái ứng dụng khai thác nó bước hơn chút xíu thôi nha anh em chứ còn nó chưa có cái gì khai thác hết ha. Thì anh em vào chỗ mining này thì anh em sẽ thấy. Thì anh em là người mới thì khi đăng ký anh em sẽ được nhận cái claim này cứ sau một giờ anh em sẽ làm được một token nha anh em thì do hiện tại mình cái chỗ bút của mình này mình đã nâng cấp tất cả lên level 4 rồi cho nên mình cần làm được 4 token à, khi anh em vào á, thì anh em chỉ có level 1 thôi và anh em cần phải có 20 cái đồng water thì anh em sẽ được nâng cấp lên là level 2 và level 3 sẽ là 40 rồi 60 chứ And level 4 sẽ là 100 cho anh em anh em lưu ý ha chúng ta cứ nâng cấp từ từ lên đó ở cái thời gian cũng như vậy anh em ở cái thời gian thì chúng ta cũng nâng cấp cái thời gian Ví dụ như ở đây thì mình cứ một tiếng rưỡi thì anh em sẽ nâng lên hai tiếng anh em sẽ mất thêm 100 cái đồng water Ok thì đây là một cái kèo mình thấy cũng khá là ngon anh em Tuy nhiên thì hiện tại mình không biết nó lít sàn rồi nó cho chúng ta giao dịch hay không Nhưng mà hiện tại mình cũng đã nạp vào đây là khoảng là không chấm à, khoảng là một đô BNB anh em anh em chỉ cần mua BNB chừng tầm khoảng một đô thôi là anh em đủ dư sức để làm nha anh em đây như ở mission này thì anh em làm hai cái nhiệm vụ Twitter cũng như là rồi à, vào channel về telegram thì anh em sẽ được cộng cái phí ga hai lần thì hai lần này anh em sẽ được làm hết rồi thì bắt buộc anh em phải nạp bnb vào ok ha thì anh em trở ra cái trang chủ của nó anh em thì anh em sẽ thấy được cái chỗ mà để chúng ta nạp bnb nha anh em anh em trở ra ha thì ở đây nó sẽ có cái chỗ là deposit cũng như là withdraw thì mình sẽ chọn cái deposit này thì mình cũng đã nạp vào rồi mình nạp vào một ít phí bnb đây là cái uh, địa chỉ để chúng ta gửi BNB vào ha anh em có thể mua trên sàn OKX này hoặc là sàn Binance đều được ha hoặc là Onot anh em chỉ cần mua một đô BNB thôi là anh em đủ club uh, miễn phí ha thì anh em cũng thấy rồi số dư BNB của mình hiện tại đang còn là 0.7 nha anh em thì mình nạp vào đây là một đô BNB cho nên mình cửa làm rất là thoải mái ha rồi ví dụ như mình sẽ cửa làm một cái cho anh em uh, mình minh chứng cho anh em ha Khi, uh, mình muốn thanh này nó đầy luôn anh em mình muốn khai thác cho nó đầy để mình cửa làm mình đỡ tốn phí ga À, anh em nhấn vào này thì nó sẽ hiện chữ cờ ở đây thì anh em cứ cờ cho anh em thì mình sẽ cờ nó sẽ cộng vào số dư thì hiện tại anh em cũng thấy rồi ha mình đang có 89 đồng này mình bấm cờ đó thì anh em cứ canh giờ nha thì thời gian của anh em khai thác bao nhiêu thì nó sẽ hiện ở đây nè đó ví dụ như là mình khai thác thì khoảng là à, 2 giờ thì mình sẽ vào đây mình cờ một lần ok nha rồi anh em vào chỗ friend này thì anh em cứ chia sẻ ha anh em bấm invite ở đây thì nó sẽ ra cái đường link để chúng ta chia sẻ nha anh em đó thì chúng ta bấm invite thôi thì nó sẽ ra đường link chúng ta cứ chia sẻ thôi thì hiện tại uh, level 1 sẽ là 20 phần trăm level 2 sẽ là 5 phần trăm nha anh em nó chỉ có hai cấp level thôi đó còn cái chỗ bút này nè thì anh em có thì anh em có thể nâng cấp của không thì chúng ta cứ khai thác bình thường uh, cứ đúng một tiếng chúng ta vào cửa làm một lần còn anh em có số dư ví dụ cảm thấy dư giả chúng ta có thể nâng cấp lên từ từ để chúng ta có được thật là nhiều token water để tích lũy nha anh em uh, khoảng ngày 4 thì bắt đầu nó sẽ cho chúng ta giao dịch trên bên case swap ha và nó đã đầu tư gọi vốn được là 100.000 USDT từ một dự án khác rồi cộng với cái lít bên cây swap và ra cái smart contract nữa anh em cho nên đó mình thấy dự án này cũng khá là ngon à, tuy nhiên thì cái phí một đô này thì anh em cảm thấy được thì chúng ta nạp vào chúng ta làm anh em biết đâu được cái đồng này nó một hai đô thì cũng khá là ngon còn nếu như nó không có được gì thì chúng ta mất thì chỉ mất một đô chứ cũng chả bao nhiêu anh em ok nha rồi thì vừa rồi mình cũng đã cập nhật cho anh em cái nền tảng là à, smart contract từ cái dự án water mà chúng ta đào chúng ta có thể bán trực tiếp trên Banking Swap vào hai ngày tới nha anh em Ok anh em xem video mình cảm thấy hay nhớ đăng ký nhấn like kênh cũng như là à, comment bên dưới nha anh em nếu như lượt xem nó ok chút xíu thì sắp tới mình sẽ random lại Ok bye bye nha.